Mình đã làm nghề này được 25 năm rồi. Trước đây gia đình không có điều kiện, mình đã theo ba làm nghề. Đến năm 2005 thì mình mới mở tiệm đầu tiên. Nói chung thì cũng nhờ anh em thương, bạn bè mến. Đến nay Vũ Chí đã có 50 thợ và trên 20 học viên. Trong cái nghề tóc này thì mỗi người thì thích theo mỗi trường phái, mỗi kiểu. Còn riêng đối với mình á, thì mình ấn tượng về cái tattoo hand. Mình là chuyên về mấy cái làm cắt hình trên tóc. Mình có tâm niệm á, là khi các em đến với mình không yêu cầu các em phải thông minh hay tháo quát. Mình chỉ cần các em làm việc có tâm, vì với mình chỉ có chất lượng mới tạo nên được thương hiệu.